Mình sẽ sang cái chương về cấu trúc của hemoglobin nha. À, các bạn nhìn được cái slide hết chưa các bạn? Rồi giờ mình sẽ sang một nhóm hợp chất thứ tư mình học ha. Mình đã học được ba nhóm hợp chất. Thứ nhất là glucid, thứ hai là lipid, thứ ba là acid amin protein. Bây giờ mình sang nhóm hợp chất thứ tư là cái hemoglobin ha. Rồi mình cũng sẽ học về cái cấu trúc nó trước, thì nó có những phần đại cương và mình sẽ đi sâu vào cái cấu trúc của nó được tạo thành được gì ha. Đây, đầu tiên là nói một chút về cái bromoprotein ha. À, cái bromoprotein đó là một cái protein phức tạp có nhóm ngoại là có màng mỏng. À, bữa trước các bạn học về cấu trúc của protein đó, mình có được đề cập là protein thì có nhiều cách phân loại, trong đó có cái cách là người ta chia làm protein đơn giản với protein phức tạp. Protein đơn giản thì nó chỉ có các thành phần axit amin thôi, còn protein phức tạp thì ngoài cái thành phần axit amin đó, nó sẽ có thêm những cái thành phần khác nữa, người ta gọi là nhóm ngoại ha. À, thì bromoprotein là một cái dạng protein phức tạp đó ha. À, và cái nhóm ngoại, cái nhóm bromo này có nghĩa là có màu nữa các bạn. À, cái nhóm ngoại của cái bromoprotein này nó sẽ có chứa màu trong đó ha. Nên bromoprotein thì có hai cái loại chính ha. Một loại là không có vòng bọc pyrin, thì cái loại này ít quan trọng hơn ha, thì mình biết những cái tên đó. Còn cái loại mà có cái vòng bọc pyrin nè, có vòng bọc pyrin thì mình sẽ có những đại diện như là hemoglobin, myoglobin, chlorophyll, cytochrome, catalan nè ha. Thì trong đó cái mà quan trọng nhất hôm nay mình sẽ học là hemoglobin nè ha. À, thì mình thấy nhìn trong cái slide này mình ta biết là hemoglobin nó là thuộc vào cái nhóm bromoprotein nha, nó được gọi là bromoprotein, tức là nó protein phức tạp ha. Cái hemoglobin này nó sẽ có cái nhóm ngoại là nó có cái vòng bọc pyrin nha các bạn. À, bây giờ coi kỹ cái cấu tạo của bọc pyrin là gì ha. Ở đây mình quan tâm là bên đây thì không có vòng bọc pyrin, bên đây là có vòng bọc pyrin. Vậy bọc pyrin là gì? À, bọc pyrin á, thì đầu tiên nó phải có cái cấu tạo của cái nhân cơ bản trước đã. Cái nhân cơ bản của bọc pyrin là bọc phin. À, có những cái từ này nó na ná nhau, các bạn phân biệt nha. À, bọc pyrin là một cái cấu trúc nó đầy đủ ha, nó sẽ có cái phần bọc phin là mới là cái nhân thôi, cái nhân cơ bản của nó ha, cái nhân nó hình như vậy các bạn. À, thì mình sẽ thấy là ở đây nó được tạo nên từ bốn cái nhóm vòng viron ha, bốn cái vòng viron. À, cái vòng viron là cái vòng như vậy ha, mình học hóa hữu cơ mình chắc mình có gặp rồi ha. À, đây là viết đầy đủ ha, còn viết gọn đây là cái vòng viron ha, vòng gì vòng năm cạnh có tơ đây nha. Này, ở đây mình nhìn những con số La Mã 1 2 3 4 á, là cứ mỗi cái như vậy là cái vòng viron ha, mình có tất cả là bốn cái vòng viron này. Rồi bốn cái vòng viron này á, thì đánh số theo cái số thứ tự ra số La Mã ha, và đánh theo chiều kim đồng hồ. Bốn cái vòng này nó không có đứng riêng mà nó được nối với nhau bằng bốn cái cầu nối ha. Mình thấy những cái chỗ mà alpha, beta, gamma, delta này, đó là những cái cầu nối. Cầu nối này là cầu nối methylene nha. Là mình có bốn cái cầu nối methylene ha, tức là chỗ này là có đôi nha các bạn. Những cái này vị trí này nó đôi ha. Rồi tiếp tục là ở đây mình còn để ý có tám cái chỗ mà người ta đánh số ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 á, thì hiện giờ nó đang là những cái hero ha. Một đang là hero, hai cũng là hero, vân vân này ha. Thì nếu như mình chỉ để là ở dạng hero như vậy á, thì nó mới là cái nhân bọc pyrin thôi ha. Còn khi mình thay thế hero bằng những cái nhóm thế á, thì nó sẽ gọi là bọc pyrin nha. Phân biệt bọc pyrin với bọc pyrin ha, bọc pyrin mới là cái nhân cơ bản như vậy thôi. Còn nếu mà mình gắn thêm những nhóm thế vào các vị trí 1 2 4 5 6 7 8 thì mình sẽ tạo thành cái bọc pyrin. Rồi bây giờ từ cái nhân bọc pin này ha, bây giờ mình tiến hành mình gắn nhóm thế vào thì mình sẽ có được cái bọc pyrin.
Cụ thể như vậy ha. Thì các cái nhóm thế mình không phải mình gắn bất kỳ cái nào cũng được ha, còn các nhóm thế mình hay gặp trong cấu trúc của các cái hemoglobin á, thì mình sẽ thấy là nó có nhóm metin này, viết tắt là M này ha, acetin viết tắt là A này, còn robinin viết tắt là V, vinin viết tắt là V này ha. Tí nữa mình sẽ gặp những cái cấu trúc người ta thường viết tắt thôi. Đây là cái nhân bọc phin ha, cái hình dấu cộng á là cái nhân bọc phin. Cái nhân bọc phim này người ta tiến hành ta gắn nhóm thế vào rồi ha, tại vì nếu mà chưa gắn nhóm thế thì nó làm những cái hydro thôi. Bây giờ gắn nhóm thế vào thì mình sẽ thấy là cái chữ A này tức là acetin ha, chữ B này tức là nhóm thế robinin. Khi mình gắn đầy đủ 8 nhóm thế vào thì mình sẽ có những cái bọc phim ha, và tùy thuộc vào nhóm thế là gì thì mình sẽ có bọc phim khác nhau. Ví dụ những nhóm thế chỉ là A với B thì mình sẽ có cái uro bọc phim ha, còn nhóm thế là MP gì này ha thì mình sẽ có cái coro bọc phim. Tất cả đều là porphyrin hết ha, nhưng mà tùy thuộc vào nhóm thế là gì thì nó có cái phần tiếp đồng ngữ phía trước nó khác đi nha. Rồi thậm chí là trong cùng một loại uro porphyrin đi ha, ví dụ như bên trái này uro porphyrin, bên phải này cũng uro porphyrin, nhưng mà nó sẽ có những cái dạng khác nhau nha. Ví dụ như cái chỗ A với B này, nó P nằm trên, A nằm dưới thì là uro porphyrin 1 ha. Còn bên đây nếu mà đảo ngược A B này thì nó sẽ làm đồng phân của nhau nha, thì nó là uro porphyrin 3. Rồi, các cái bọc pyrin mình còn cái quan trọng nữa là cái bọc pyrin roto bọc pyrin nữa mà roto bọc pyrin 3. Thì cái roto bọc pyrin này ha thì chỉ cần gắn sắt vào giữa thì nó sẽ tạo cái hem này nha. Tóm lại nãy giờ mình học á thì mình biết là cái bọc pyrin á là nó sẽ có cái nhân mình hình dung ra nó có dấu cộng á, mình cần phải có cái nhân ha, cái nhân nó tạo thì những cái vòng pyrrole được nối bằng cầu nối methylene. Rồi từ cái nhân này mình gắn thêm những cái nhóm thế vào, mình điền những cái nhóm thế vào thì mình sẽ có cái cấu trúc gọi là bọt pyrin nha. Thì cái bọt pyrin này nó quan trọng ha, những cái bromo protein mà có bọt pyrin thì nó khác ha, còn không có bọt pyrin thì khác, và mình quan tâm cái nhóm có bọt pyrin hơn ha. Cái nhóm bọt có bọt pyrin là đại diện tiêu biểu nhất là cái hemoglobin nha các bạn. Rồi, về cái tính chất của bọt pyrin nó là gì ha, thì thứ nhất là nó có màu nha, tại vì mình biết nhóm bromo protein có cái chữ bromo là mang màu ha. Rồi, cái độ tan của nó thì phụ thuộc vào cái số lượng nhóm carboxin, cái số lượng này mà càng nhiều thì nó càng tan ha, càng ít thì nó sẽ ít tan. Rồi, một cái tính chất nữa là tạo phức với kim loại ha, mình thấy là cái hemoglobin cái hem đó muốn muốn tạo bằng cấu trúc đầy đủ thì có sắt gắn vào giữa ha, thì cái bọc pyrin này nó phải có khả năng tạo phức với kim loại ha, thì nó mới gắn được những kim loại vào, ví dụ gắn sắt vào. Đây, còn về cái tính tính ha, thì do nó có vừa có tính axit này vừa có tính kiềm, nhóm axit là nằm trong các nhóm thế đó bạn, ví dụ nhóm thế robinin, nhóm thế acetin đó, nó có cái nhóm COH trong đó ha, này thì nó tạo nên tính axit ha. Rồi mình nhớ lại cấu trúc của bọc pyrin đó, cái nhân nhân bọc bọc phin đó, nó có bốn cái vòng viron ha, thì mỗi cái vòng viron nó có nitơ, nitơ này thì có tính kiềm ha, vậy thì cấu trúc vừa có tính kiềm vừa có tính axit thì nó có tính lượng tính ha, và một cái cấu trúc có tính lượng tính như vậy nó có cái pH đẳng điện nha. Tức là pH ở đó là điện tích nó, tổng điện tích nó bằng không á, thì pH đẳng điện của cái bọc pyrin này khoảng từ 3 đến 4.5. Rồi nó là đại cương về cái bọc pyrin ha, đại cương về cái bromo protein nha. Bromo protein là protein phức tạp ha, đó nó có cái nhóm ngoại ha, ngoài thành phần axit amin có nhóm ngoại này thì có chia làm hai dạng là có vòng bọc pyrin và không có vòng bọc pyrin, thì mình quan tâm nhiều người ha, mình để ý nhiều cái vòng bọc pyrin nha. Bọc pyrin thì có cái nhân là nhân bọc phin gắn thêm 8 cái nhóm thế, và có thể trong một số trường hợp là gắn thêm cái kim loại giữa nữa ha. Rồi, bây giờ đi cụ thể vào cái hemoglobin mình hay gặp trong viết tắt là chữ HB ha, thì nó là cái protein dùng để vận chuyển oxy và vận chuyển CO2, nó vận chuyển oxy từ phổi đến các mô và nó vận chuyển CO2 từ mô đi về phổi để nào bài tiết ra ngoài nha. Rồi, cái hồng cầu của người này ha, thì đây là cái mạch máu người ta vẽ cái hình vi phổi nó bóc tách nó ra, thì cái hồng cầu này khi mà phân tích cái thành phần bên trong nó thì có rất là nhiều cái hemoglobin ha, cái cấu trúc này là hemoglobin này, hemoglobin nó chiếm tới 32% trong cái thành phần của hồng cầu nha. Đây, vai trò là vận chuyển CO2 với lại oxy thì biết rồi ha, và cái còn cái vai trò cực kỳ quan trọng đó là cái hệ đệm nha. Trong cơ thể của mình nó có nhiều hệ đệm giúp cho cái pH lúc nào cũng ở một cái mức cố định ha. Đây, trong các hệ đệm phosphat là quan trọng nhất ha, còn cái hệ đệm quan trọng thứ hai là nó chính là cái hemoglobin nha. Nên nhớ thêm cái vai trò của hemoglobin, nó còn là cái hệ đệm nha. Rồi về
Cấu tạo hóa học á, thì mình sẽ thấy là cái hemoglobin nó là cái bromoprotein, thì nó có hai phần ha. Phần protein tức là cái globin đó, cái tên gọi ha, mình tách hai cái phần ra, hemoglobin thì cái phần globin đó nó chính là protein ha. Còn cái phần hem phía trước á, cái phần hem này là một cái nhóm ngoài ha, tức là cái nhóm này nó không phải là protein nha. Cái hem đó nó là chính là cái đĩa nha các bạn ha. Mình thấy có cái đĩa xanh xanh này ha, nó chính là cái ngoài. Còn những cái chuỗi màu xanh xanh lá là chuỗi màu cam màu tím gì nè, đây là những cái protein ha, đó là lobin. Còn cái phần hem là những cái